Dấu hiệu thoái hóa cột sống thắt lưng là gì? Cách điều trị hiệu quả. Bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng xuất hiện với những triệu chứng bệnh không thực sự rõ ràng, làm cho người bệnh chủ quan. Đến khi bệnh trở nặng thì gây ra các biến chứng nguy hiểm. Vậy nên, việc tìm hiểu về các dấu hiệu thoái hóa cột sống thắt lưng ngay từ đầu sẽ giúp phòng ngừa và điều trị bệnh được thuận lợi hơn rất nhiều. Hãy cùng tìm hiểu ở video này nhé! Tại sao thắt lưng dễ bị thoái hóa? Thoái hóa cột sống thắt lưng xuất hiện ở mọi vị trí với nhiều mức độ tác động khác nhau, nhưng phổ biến nhất thường xuất hiện ở vị trí L3, L4, L5 và gây ra các cơn đau dữ dội. Cột sống là nơi chịu áp lực lớn từ các hoạt động như là mang vác nặng, cúi, ngồi sai tư thế, làm việc nặng. Lâu dài với sự tác động của lão hóa thì cột sống lưng sẽ dễ bị thoái hóa, thậm chí là bị thoát vị đĩa đệm. Bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng không chỉ xuất hiện ở những người lớn tuổi mà ngày càng có dấu hiệu ngày một trẻ hóa. Nguyên nhân do chế độ ăn uống và sinh hoạt thiếu lành mạnh cũng như là phụ thuộc vào tính chất của công việc. Thoái hóa cột sống thắt lưng là bệnh mãn tính với những triệu chứng phức tạp, nên việc nhận biết sớm những dấu hiệu của bệnh sẽ giúp kiểm soát bệnh được dễ dàng hơn, tránh đi các biến chứng nguy hiểm như là teo cơ hoặc là bại liệt. Những dấu hiệu thoái hóa cột sống thắt lưng. Thứ nhất là đau mỏi vùng thắt lưng. Khi mới mắc bệnh, các cơn đau sẽ xuất hiện nhưng không thực sự rõ ràng, khiến cho người bệnh nhầm tưởng là các cơn đau thông thường. Nhưng khi bệnh tiến triển ở các giai đoạn tiếp theo thì các cơn đau sẽ xuất hiện ngày một nhiều và âm ỉ hơn. Các cơn đau sẽ xuất hiện theo từng đợt và thuyên giảm sau khi bạn nghỉ ngơi. Thứ hai là cứng cột sống lưng. Cảm giác mỗi sáng thức dậy, lưng của bạn bị cứng lại, mọi hoạt động đều bị hạn chế. Để sinh hoạt được bình thường thì người bệnh phải vặn vẹo cơ thể trên giường khoảng 5 đến 10 phút thì mới có thể đi lại bình thường khi lưng được mềm ra. Thứ ba là hạn chế tầm hoạt động. Khi mắc bệnh, các hoạt động hàng ngày như là cúi người, vươn vai, xoay ngang hoặc là nghiêng người đều rất khó khăn để thực hiện. Với các giai đoạn bệnh nặng hơn thì các cơn đau sẽ xuất hiện nhiều hơn. Với các hoạt động trên sẽ khiến cho người bệnh ngại vận động hơn. Thứ tư là đau thần kinh tọa. Khi các gai xương được hình thành, chèn ép lên các rễ thần kinh, khiến cho tình trạng đau thần kinh tọa diễn ra ngày một nhiều và dai dẳng hơn. Các cơn đau xuất hiện tùy vào vị trí bị chèn ép, có thể gây ra ở vùng hông, bắp chân hay là phần chân. Vì thế, người bệnh sẽ cảm thấy chân của mình ngày một yếu đi. Thứ năm, đốt sống xuất hiện tiếng lục cục. Thoái hóa cột sống khiến cho xương khớp ngày một mỏng đi. Chất hoạt dịch tiết ra ngày một ít đi, khiến cho các đốt sống bị bào mòn và ma sát vào nhau. Khi người bệnh vận động, các tiếng kêu lục cục bắt đầu xuất hiện trong cột sống, báo hiệu cột sống đang bị thoái hóa nghiêm trọng. Thứ sáu, biến dạng cột sống. Nếu bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng kéo dài, sẽ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như là thoát vị đĩa đệm hay là đau rễ thần kinh, làm biến dạng khớp do hẹp lỗ liên hợp. Biểu hiện của sự biến dạng này là tình trạng gù lưng, cong vẹo cột sống là dễ dàng nhận thấy nhất. Làm gì khi gặp triệu chứng thoái hóa cột sống thắt lưng? Nếu gặp phải những triệu chứng của bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng kể trên, bạn cần đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Một số xét nghiệm như là chụp X-quang, chụp MRI, xét nghiệm máu là những phương pháp giúp bác sĩ nhận biết về tình trạng bệnh, nguyên nhân gây ra bệnh cũng như là cách điều trị phù hợp. Mỗi người sẽ có phương pháp điều trị bệnh hiệu quả khác nhau, cho nên bạn cần tuân thủ những chỉ dẫn của bác sĩ, tránh việc nghe theo những người không có chuyên môn, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Cách điều trị bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng hiệu quả. Mục đích của việc điều trị bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng là giúp giảm đi các cơn đau, làm chậm đi quá trình thoái hóa của xương khớp, giúp khôi phục khả năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc điều trị cần nhiều thời gian và sự kết hợp của nhiều phương pháp khác nhau thì người bệnh sẽ được kiểm soát bệnh một cách dễ dàng. Một số phương pháp điều trị bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng dưới đây đã được áp dụng và mang lại hiệu quả rất tích cực. Thứ nhất là điều trị bằng thuốc. Với thuốc Tây y, chúng ta có thuốc giảm đau như là paracetamol. Paracetamol là giải pháp giúp giảm đi các cơn đau nhẹ. Với những cơn đau nặng hơn, các bác sĩ sẽ cho các bạn uống kết hợp paracetamol với là codeine hoặc là tramadol. Thuốc kháng viêm không steroid. Thuốc có tác dụng giảm viêm và bớt sưng hiệu quả ở đốt sống.
nhưng cần sử dụng đúng liều lượng để tránh đi các tác dụng phụ lên dạ dày ảnh hưởng đến sức khỏe. Thuốc giãn cơ. Thuốc toperidone hoặc là eperidone là hai loại thuốc giúp giảm cơ và cải thiện các cơn đau khi bị co cứng cơ do thoái hóa. Tiêm corticoid tại chỗ. Đây là phương pháp được tính đến sau khi sử dụng các loại thuốc trên nhưng không có tác dụng. Corticoid được tiêm thẳng vào cột sống, giúp ức chế miễn dịch, tránh tình trạng viêm, đau nhức do thoái hóa gây ra. Những phương pháp này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thực hiện. Về thuốc đông y. Với các bài thuốc đông y xuất phát từ các loại thảo dược thiên nhiên, giúp hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, sử dụng lâu dài mà không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường xuất hiện khá nhiều bài thuốc chưa được kiểm chứng rõ ràng, cho nên việc lựa chọn một bài thuốc phù hợp với tình trạng bệnh của mình là rất quan trọng. Những bài thuốc đông y kết hợp với liệu pháp xoa bóp, bấm huyệt sẽ giúp cải thiện nhanh các cơn đau do thoái hóa cột sống thắt lưng gây ra, khôi phục các chức năng của cơ thể. Thứ hai là điều trị không dùng thuốc. Điều trị tại nhà. Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh. Những dưỡng chất thiết yếu mà người bệnh xương khớp cần được bổ sung như là canxi, omega 3, vitamin D, K, E sẽ giúp nuôi dưỡng và tăng cường sức mạnh của xương và sụn khớp. Các loại thực phẩm giàu chất xơ như là rau củ quả cũng cần nên được bổ sung vào thực đơn hàng ngày vì sẽ thúc đẩy quá trình tái tạo năng lượng của cơ thể. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế đi những thực phẩm đóng hộp như là thịt nguội, pate, đồ chiên xào nhiều dầu mỡ, cũng như là hạn chế các chất kích thích có thể tác động lên các phản ứng viêm diễn ra nhanh hơn. Thể dục thể thao thường xuyên. Vận động giúp cho cơ xương khớp được dẻo dai, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp máu huyết được lưu thông, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cải thiện sức khỏe cơ thể. Sinh hoạt hợp lý. Ngủ đủ giấc, không làm việc quá sức, tránh căng thẳng, thay đổi tư thế ngồi và sinh hoạt, tránh gây áp lực lên cột sống, giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Vật lý trị liệu. Đây là phương pháp được các chuyên gia khuyên nên áp dụng để đạt được hiệu quả cao trong quá trình điều trị bệnh. Các tác động vật lý bằng nhiệt, điện, tia hồng ngoại sẽ giúp giảm đi các cơn đau nhức, phục hồi các chức năng của cơ xương khớp. Phương pháp vật lý trị liệu phổ biến điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng như là chườm nóng, chiếu tia hồng ngoại, liệu pháp bùn nóng và suối khoáng, sử dụng đai lưng để ổn định cấu trúc xương cột sống. Châm cứu, xoa bóp. Phương pháp này giúp máu huyết được tuần hoàn, giảm đi các cơn đau hiệu quả, khôi phục chức năng vận động của xương khớp. Châm cứu và xoa bóp là sử dụng kim châm hoặc là bàn tay tác động lên các huyệt của cơ thể, giúp hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả. Phương pháp cuối cùng là phẫu thuật. Phẫu thuật giúp ổn định lại cấu trúc của cột sống, cải thiện các cơn đau nhức gây khó chịu, phục hồi chức năng vận động là sự lựa chọn tuyệt vời. Nhưng chi phí của một ca phẫu thuật không hề nhỏ và cũng tùy vào tình trạng bệnh để xem xét có nên phẫu thuật hay không. Cho nên các bác sĩ thường cân nhắc rất kỹ trước khi cho bệnh nhân thực hiện các ca phẫu thuật. Bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng gây ra các cơn đau nhức dữ dội, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Việc tìm ra phương pháp điều trị bệnh phù hợp sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian cũng như giảm đi chi phí đáng kể. Hy vọng video về dấu hiệu thoái hóa cột sống thắt lưng trên đây đã giải đáp đầy đủ thông tin hữu ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc nào về bệnh xương khớp hoặc đang gặp khó khăn trong quá trình điều trị bệnh nhưng không hiệu quả, bạn có thể liên hệ ngay số hotline bên dưới để được các chuyên gia tư vấn một cách hoàn toàn miễn phí bạn nhé.